Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình giá rẻ em đang nhập về tại cửa hàng. Mẫu xe thương hiệu Gian ATX 700. Đó, một chiếc xe em đang bán với mức giá chỉ có là 6,6 triệu mà các bác đã được một chiếc xe không nhôm thương hiệu Gian cực kỳ là tốt. Chiếc xe size S và được chạy bộ cấu hình chuyển động Shimano Ashiza. Mức giá 6,6 triệu và một chiếc xe Gian cực kỳ hợp lý. Nước sơn các thứ của chiếc xe thì cũng rất là đẹp. Hầu như là trên xe là không có vết xước nhỏ đáng kể. Chủ xe cũ họ đi ở bên nước ngoài là họ đi cực kỳ giữ gìn, họ giữ được những cái độ mới của chiếc xe nó còn rất là tốt. Nước sơn đen xanh cực kỳ là thể thao và đẹp. Trang bị bộ chuyển động gạt đĩa trước là Shimano Atut, đĩa đằng sau là Shimano Ashiza với 8 tầng lít, 3 tầng đĩa. Xe có 24 tốc độ khác nhau. Toàn bộ xe là nguyên bản, đồ đeo trên xe vẫn nguyên bản Gian, nguyên zin. Còn là ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Shimano với 8x3 ở đây và bộ phanh dầu của Techo, phanh dầu Techo. Làm sóc dầu theo xe. Bộ vành bánh 26 inch. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới củ phốt, tâm củ phốt là 55 cm. Thế chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73 đi là phù hợp. Tám níp ba đĩa, 24 tốc độ khác nhau, chuyển động thì như các bác thấy trên hình rất là mượt mà. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán tại cửa hàng với mức giá chỉ có là 6,6 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe tại cửa hàng. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.